Từ Nhật trở về rồi đóng giả làm người đi mua gà, cô gái khiến bố mẹ vỡ òa cảm xúc khi nhận ra con của mình. Thôi, chú cho con hai cái đó là được rồi, chú ơi, phiền chú á. Phiền gì đâu, phiền. Hai cái nhà lá vườn, phiền kìa. Thôi, chú à. Hãy đi đợi xíu đi, đợi xíu đi. Lâu lâu mới tới lặng là khoái hoài, phải không? Trời, cái này cho đi luôn. Hay mà đó, không làm chung với nó hả vậy? Dạ. Con có làm chung với anh Tiên không? Cô đợi con. Làm chung bên Nhật. Ừ, thì ý là nó làm chung bên Nhật đó. Là về hồi nào? Dạ. Về hồi nào? Không mới về. Trời, không mới về hôm nay đâu. Trời ơi, không biết chừng nào nó về cũng trong. Đủ má mày. Mày. Cứ dịp Tết đến xuân về, dạo quanh các trang mạng xã hội lại bắt gặp những clip đi để trở về. Khi những người con trở về với bố mẹ sau quãng thời gian làm việc vất vả nơi đất khách quê người. Mới đây, một cô gái đã làm ai xem được cũng vỡ òa cảm xúc khi sau thời gian dài sang Nhật Bản làm việc, cô gái đã quyết định trở về ăn Tết cùng bố mẹ, nhưng lại chọn cách bí mật làm bất ngờ. Trước đó, người này đã gọi điện cho mẹ thông báo rằng vài ngày sau sẽ có đứa bạn thân đến để mua gà nhà mình, và hôm nay chính cô ấy đóng vai làm người mua gà của bố mẹ. Cô gái đeo khẩu trang kín mít cùng chiếc kính trên mặt. Mặc dù thấy có giống nhưng vì nghĩ con mình đang ở tận Nhật Bản nên người mẹ liền gạt đi suy nghĩ đó. Chắc chỉ là người giống người mà thôi chứ đó không phải con của mình. Cho đến phút cuối không thể nhịn được nữa nên cô gái đã cởi lớp khẩu trang. Khoảnh khắc ấy làm người mẹ vỡ òa lên vì quá cảm xúc, vui sướng tột độ khi đứa con xa xứ này bỗng ở ngay trước mặt mình. Thằng ơi, vậy mà nó cũng không dành mình á. Chết nè. Thầy chạy nó thiệt chứ. Thằng ơi, con ơi là con vậy mà không nói cho mẹ tiếng nữa. Vậy mà ba mày á, mà ông Nguyên ốc mẹ kia nó đi hướng ổng mình chưa biết mày luôn á. Nãy giờ nghe tôi thiệt chú hiếu, tôi nhìn nhìn tôi cứ nói nó không à. Mà mình nó ổn bạn á thì mình nghĩ là bạn á thôi. Trời ơi. Ủa sao mà đắp đúng tiền mà nhìn cũng giống nhau. Còn nào nữa mẹ. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng viral với hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Bên dưới nhiều người đã để lại bình luận. Xem clip như này đã nhiều nhưng lần nào xem cũng muốn khóc vì nhớ nhà quá. Bố mẹ thấy giống con gái rồi, thế nhưng vì nghĩ con không về, với lại con nói đó là bạn con nên không dám nhận luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.